Trấn Thành đang đàn mắng anti fan xối xả, nói một câu về luật sư mà khiến Neti dừng sụp sôi vì quá sốc. Trấn Thành đang đàn mắng một số khán giả vì tự ý cắt ghép phim hẻm cụt của anh để câu view. Ngày mồng 8 Tết, Trấn Thành bất ngờ đang đàn mắng khán giả. Chồng Ha Di Quân thậm chí còn có ý đưa luật sư vào cuộc để giúp mình giành lại quyền lợi. Trấn Thành tỏ ra bức xúc khi có nhiều tài khoản TikTok cố tình dè áp lại web đờ ra mơ hẻm cụt của anh để câu view. Theo Trấn Thành thì hành động này đã làm mất đi lượng view khá lớn cho kênh YouTube của anh. Nam MC viết, mặc dù trước đó Trấn Thành đã live stream năn nỉ các bạn đừng làm như thế, vì đây thật sự là một vấn nạn cho tất cả nhà làm phim. Hành động ăn cắp bản quyền, chất xám của người khác là một hành động vi phạm pháp luật và gây rất nhiều tổn thất cho các nhà làm phim. Rất nhiều bạn vẫn ngang nhiên, cố ý chia nhỏ phim ra thành nhiều clip rồi phát trên kênh cá nhân để thu hút người theo dõi. Trấn Thành sẽ làm việc với luật sư để đưa các tích tâu cơ này ra pháp luật để chấm dứt tình trạng này. Hy vọng quý vị thương các nhà làm phim và thương Trấn Thành đừng thỏa hiệp với những hành động như thế bằng cách không xem, không xe và di tất cả những kênh ăn cắp nội dung và chất xám của người khác. Web đờ ra mơ hẻm cụt do Trấn Thành sản xuất có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ như nghệ sĩ nhân dân Ngọc Dầu, nghệ sĩ nhân dân Việt Anh, Lê Giang, Hoàng Mèo, Lê Dương Bảo Lâm, Quốc Khánh, Kim Nhã. Trước đó, Trấn Thành cũng từng đưa luật sư đến gặp Antifan vì bị tung tin đồn thất thiệt về sử dụng chất cấm. Sau đó, Trấn Thành cũng quay lại clip và đăng tải lên kênh YouTube chính thức của mình để làm rõ vụ việc.